Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm nay em sẽ cho cả nhà mình thấy được cái sự khác nhau giữa một cái đầu cassette mà nó có gắn hộp gỗ ha, và một cái đầu cassette nó không có gắn hộp gỗ. Thì có vẻ như là nhìn cái đầu mà nó không có cái hộp gỗ nhìn nó không được đẹp lắm cả nhà ha. Và mình gắn thêm cái hộp gỗ vào thì nhìn cái đầu nó có dáng vẻ là cổ điển. Rồi hiện tại thì em đang có 3 sản phẩm là CT500 ha, CT6 và CT8. Thì con CT8 này em đã bán rồi ha, và khách cũng đã đặt làm hộp gỗ. Thì đây là cái hộp gỗ ha, hộp gỗ làm cho em làm cho cả nhà mình nha. Cái hộp này nếu mà mua cùng với đầu thì là 1 triệu cả nha. Còn nếu mà các bác nào mà mua cái hộp này không, riêng cái hộp này không thì đặt em làm thì là 1,2 triệu ha, giá không bao gồm phí ship nha cả nhà, không bao gồm phí ship ha. Dạ. Đây là cái hộp gỗ ha. Đó. Thì con CT8 này thì có một bác khách đã lấy rồi. CT6 thì chưa. CT6 thì chưa ha, và CT500 thì vẫn còn. Đó thì bác nào thích thì liên hệ với em ha. Nếu mà muốn đặt hộp gỗ cho CT500 thì em cũng sẽ làm cho mình nha. Đó. Hiện tại thì em đang có 3 cái đầu cassette và đã được làm hộp gỗ rất là đẹp cho cả nhà mình. Nhìn trông có vẻ rất là cổ điển ha. Đây, cái màu của nó là màu như thế này cả nhà ha. Vân này là vân gỗ ha. Vân gỗ nè. Đó, vân gỗ ha. Đây, đây là ở phía sau ha. Đây, ở phía sau. Đó. Ở dưới này đã bắt hai cái vít ha, để cố định máy lại. Cho nên mình không có sợ máy bị tuột ha. Đó. Cả nhà mình sẽ nhìn tổng thể. Gắn vỏ gỗ lên là nhìn nó đẹp hẳn cả nhà ha. Nhìn đẹp hẳn luôn. Rồi. Em sẽ đi tiếp tới phần sau ha. Đó là Test Pioneer N70A cùng với cái EQ Victor C70. C70 thì một bác khách ở Bình Định đã đặt cọc ha. Dạ. Yeah. Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà. Hôm trước em có giới thiệu với cả nhà mình đầu Pioneer N70A ha. Đẹp long lanh, chỉ thiếu cái thùng xốp, đầu kèm dây nguồn và khiển zin có giá là 23 triệu ha. Em sẽ tặng kèm cho cả nhà mình một sợi dây quang và một USB 32GB cập nhật những cái album nhạc mới nhất ha. Các bác sẽ phải đỡ tốn tiền mua CD ít nhất là vài triệu ha, vài triệu tiền CD. Đã được em chép vào trong cái USB đó ha. Dạ. Rồi, thì hôm nay em test cái đầu này N70A này. Con này thì em chưa bán nhưng mà em làm hộp gỗ theo yêu cầu của một bác đặt hàng, của một bác khách hàng ha. Thì em sẵn ở đây em quay lên cho bác thấy được cái hộp gỗ nó được lắp vào con 70A thì nó sẽ trông như thế nào ha. Đó. Đây là con N70A ha. Con này giải mã 32 bit có sức âm đường ba lăng và đường AV. Nó là dòng đỉnh cao rồi ha. Và chỉ thua sau con N70AE thôi. Chất âm thì quá hay. Giải mã 32 bit ha, hỗ trợ file nhạc định dạng DSD. USB phía trước này nó có thể đọc được ổ cứng tới 4 TB ha. Và ở phía sau cũng có cổng USB và thêm cổng USB B để kết nối với máy vi tính nữa. Cái này em đã có giới thiệu chi tiết với cả nhà mình rồi ha. Hôm nay em test cái chủ yếu là em quay cái hộp gỗ cùng với việc là em test cái con C70 cho một bác khách ở Bình Định ha. Con C70 em vừa giới thiệu lúc chiều, mà con C70, mỗi con C70 mà đẹp nhất từ trước đến nay mà em có đã từng bán ha. Dạ. Yeah. Thì C70 thì mình bật nguồn ở đây thôi. Khi mà mình chọn đường line thì mình bấm ở đây, và đây là nút này là nút bật tắt ha. Khi mà mình nhấn vào là mình qua lọc không xử lý, và mình thả ra là qua lọc có xử lý ha. Đó. Hiện giờ thì em đang để các cái cần nó hình chữ V cho đẹp ha. Bây giờ em sẽ kéo hết tất cả xuống ha, kéo hết tất cả xuống. Rồi em sẽ mở nhạc lên và mình sẽ qua lọc có xử lý ha. Mình sẽ test chức năng của các cái cần. Em bán ra thì em đảm bảo là hoạt động hoàn hảo ha, nhưng mà em vẫn sẽ phải test cho cả nhà mình, bởi vì cái đó là điều bắt buộc rồi ha. Đây là qua lọc không xử lý nè. Anh đây là
qua lọc không xử lý ha, và đây là qua lọc có xử lý. Đây là không xử lý ha, và đây là có xử lý nè. Rồi bây giờ mình sẽ nâng các cái cần này lên ha. Cả nhà mình đã nghe bass nó đập bùm bùm chưa ạ? Bùm 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 rồi ha. Rồi đây là tiếng trung nè. Tiếng chép rồi ha. Rồi đó là một bên loa ha. Rồi đây là bên loa thứ hai nè. Đó là cắt hết ha. Rồi bây giờ trở lên lại nè. Đây là qua lọc không xử lý ha, à, thì là âm thanh nó sẽ không có lên đâu. Đây là không xử lý ha. Các cái này là các cái ni lông em đang bọc ha. Đang bọc để bảo vệ cái N70 nha cả nhà.
C70 em vẫn còn ha. Dạ, bác nào cần thì em sẽ gửi clip tiếp, test tiếp ha. C70 em vẫn còn nha cả nhà. Cả nhà mình C70 em còn rất là, còn vài con nữa ha. Em sẽ từ từ, nếu mà bác nào cần thì cứ liên hệ với em, em sẽ quay clip cho mình. Rồi, Pioneer N70A giá là 23 triệu ha. Rồi, bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin cứ liên hệ trực tiếp giúp em ha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ.